Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2021. Thì bây giờ cũng là gì nhỉ? Gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý chỗ bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên cho bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại hôm nay nhà mình về được con này là con iPhone 11 Pro Max nhá. Đấy, hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con iPhone 11 Pro Max. Đây, 11 Pro Max, con này là hàng pha ke các bạn nhá. Đấy, con iPhone 11 Pro Max này, con này là hàng pha ke này. Đây, nó làm rất là rồng luôn. Máy đẹp leng keng xài beng luôn, nhưng mà máy con này thì chắc là hàng pha ke, chắc là loại 1 hay sao ấy. Mà mình hôm nay mình mua lại con này của khách, mình cầm cảm giác nó chắc tay và nó nặng kinh khủng luôn. Con này mình cầm rất là chắc tay, nó không phải là hàng lộp bộp, nó nhiều loại hàng pha ke. Có loại hàng pha ke mà nó lộp bộp lắm. Mà nó ọp ẹp ấy. Nhưng mà mình mua con màu xanh rêu này của khách này ngày hôm nay thì là cầm cực kỳ là chắc tay. Các bạn nhận máy các bạn sẽ biết nhá. Đấy, iPhone Pro 11 Max pha ke thì nó làm rất là rồng luôn, ba camera đấy, rất là trong trẻo đấy các bạn nhá. Đấy, nói chung là cũng nhanh lắm, mượt lắm. Đây, mình đã kết nối wifi sẵn rồi. Đây. Đấy, làm rất là rồng luôn. iPhone 11 Pro Max. Con này là phiên bản là cao nhất của iPhone 11 Pro luôn nhá. 512GB. Đấy. Đây, quay phim camera này, chụp ảnh này. Đấy, học zoom. Các bạn mua về để học zoom cực kỳ tuyệt vời luôn. Mà ví dụ nhà bạn nào mà không có điều kiện nhiều, các bạn cầm con này thì cực kỳ là sang nhá. Ra đường các bạn bảo mua gần 20 triệu người ta cũng tin các bạn nhé. Nhiều người không biết ấy. Đây, mình sẽ vào YouTube nghe nhạc luôn cho bạn đây. Rất là nhanh, nói chung là nhanh lắm. Con này mình thấy ok, quá là nhanh luôn. Đây. Mình sẽ vào Vietmix luôn cho bạn. Đây. Loa nghe cực kỳ là rõ và rõ và to nhá. Mà nhanh lắm. Cảm giác con này nó mượt lắm. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là phê các bạn nhá. Đấy, các bạn cầm ra lớp, ví dụ các bạn mua mà đi học sinh ấy. Đấy, các bạn cầm ra lớp mà kiểu cầm dụ các bạn gái là các bạn đi tán gái cực kỳ là phê luôn. Đấy, nói chung là nhanh lắm, không đến nỗi nào đơ lang lắm đâu. Đấy. iPhone 11 Max hàng pha ke. Đấy, con này thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Hôm nay mình vừa mới thâu của khách xong. Con này thì mình sẽ thanh lý giá cực kỳ rẻ cho các bạn là 1.500.000 nhá. Đấy, iPhone 11 Pro Max hàng pha ke nhá. Đấy. Mình mua bán thì mình hàng pha ke thì mình nói luôn hàng pha ke nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 11 Max hàng pha ke này dùng cho hoai này thì các bạn nhắn hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo mình dùng hai số nhá. Đấy, và đây là số điện thoại liên hệ cực kỳ mình, và đây địa chỉ gà mình. Gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ gà mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Và hình thức mua hàng bên mình rất là thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chưa chuyển khoản trước ấy thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng nếu mà anh tâm sử dụng nhé. Đấy, iPhone 11 Pro Max hàng pha ke giá chỉ 1.500.000. Đấy, rất là rẻ nhá. Bạn nào thì giờ làm việc thì mới bắt đầu là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Mong các bạn đừng gọi mình sớm quá muộn quá. Và mỗi tối mình sẽ live stream bán điện thoại, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Nên là các bạn yên tâm nhé. Đấy, rất là ok luôn. 1.500.000 cho các bạn nhá. Đây. Con này thì mình hôm nay mình thâu lại có cả khách, có cả ốp nhá. Mình sẽ tặng kèm các bạn luôn nhá. Nhìn sang. Các bạn đeo tay đeo đồng hồ mà đi tán gái mà cầm con hàng pha ke đi tán gái khối cô chết nhá. Thì vì nhiều người không biết mà, nói chung là cảm giác nó nhanh mượt lắm này. Nói chung là cũng được. Nói chung là tầm trả triệu rưỡi các bạn mua những con này dùng cực kỳ Hawaii luôn. Đi tán gái khỏi phải đê. Đấy các bạn, hoặc là các bạn mua về học zoom thì cũng rất là ok nhá. Đây, và tiếp theo hôm nay nhà mình lại về con này, con Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay mình lại vừa mình lại thâu của khách xong nhá. Con Samsung Z7 Pro các bạn nhá. Samsung Z7 Pro, con này bản công ty, 2 SIM 2 sóng, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Pin con này pin 3K6 thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là gì nhỉ? Khách đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhá. Đây. Con này khách đã thay màn OLED một lần rồi, nhưng mà dùng rất là ok luôn. Con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.400.000 các bạn nhá. Con Samsung Z7 Pro con này thay màn OLED một lần, bên mình đang bán các bạn giá 1.400.000. Nói chung là mình mua sao mình bán vậy như vậy cho các bạn nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá.
Đấy, các bạn mua sản phẩm này dùng rất là ok các bạn nhá. Hoặc các bạn về mua về chỗ là các em học nhỏ học Zoom cũng rất là ok luôn. Đấy, rất nhiều máy học Zoom cơ. Đây, và tiếp theo hôm nay là con 5S này. Đấy, con này là 5S này. Con 5S này thì con này thì mình sẽ thanh lý với giá cực kỳ là rẻ cho các bạn thôi. Đấy, con 5S này nhá. Đấy, giá cực kỳ lợn chết cho các bạn. Đấy. Đấy, con này 5S. Con 5S này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 500k nhá. Đấy. Con này 5S này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 500k. Đấy, các bạn mua về học Zoom rất ok. Đấy, mình có nhớ đây 32GB luôn nhá. Con 5S này 32GB nhưng mà con này là máy lock các bạn nhá. Con này là máy lock các bạn, về phải có SIM ghép thì mới dùng được là SIM nhá. Con này 5S lock nhá. Không ai cloud. Đấy, vân tay thì không còn các bạn nhá, tại vì nó cũng ra lâu rồi. Mình nhớ như ngày xưa, ngày 2008, 2009 mình làm ở trên Sơn La. Mình làm trên Sơn La người ta còn mua thằng bạn mình nó mua con 5S này 16.500.000 cơ. 15.550.000 đồng. Đấy, mà phiên bản 16GB thôi. Mà đến 2021 này nó chỉ có 500.000 rất là rẻ nhá. Đấy. Bằng cái giá mình gần thay mặt màn hình ở nhà thôi. Thay mình bóc ra mấy linh kiện mình thay ở nhà còn hơn giá 500 cơ. Thôi mình bán cho các bạn về chơi game, xem phim, nghe nhạc, học Zoom rất là ok nhá. Chỗ này thì nó hơi kinh kênh một tí nhá. Nhưng không sao. Đấy. Tại vì pin dùng lâu ngày nó hơi chai chai một tí, nó hơi kênh một tí thôi. Nhưng mà dùng rất ok. Đấy, các bạn mua về cho các em nhỏ xem phim, đọc báo hay là dùng máy phụ rất ok. 500k con iPhone 5S này nhá, rất là rẻ nhá. Đấy. Còn cục gạch bây giờ cũng 400-500.000 rồi các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo hôm nay nhà mình về con 5 thường màu đen này. Đấy, 5 thường màu đen hôm nay mình vừa lại thâu lại của khách xong. Con này thì được ngoại hình cũng khá là ok luôn. Đấy, ra mắt cũng lâu rồi mà ngoại hình khá là ok. iPhone 5 thường là tất cả là dùng bình thường nhá. Không lỗi lầm gì nhá. Đấy, không ai cloud, không lỗi lầm gì. Đấy, con này là phiên bản 16GB. Con 5 thường này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 800k nhá. Đấy. 800k, máy ngon nhá. Không lỗi lầm gì. Main zin, màn zin 800k cho bạn iPhone 5 thường này nhá các bạn nhá. Các bạn mua về làm siêu tầm hoặc để tủ rất là ok. Đấy, hoặc các bạn mua về cho em nhỏ học Zoom rất là ok nhá. Nói chung iPhone nói chung là chạy Zoom rất là ok luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 này các bạn nhá, hàng nhiệt sớm nhất nhá. 800k cho bạn nhá. Đấy, rất là rẻ. Kênh YouTube mình chủ yếu điện thoại cũ giá rẻ cho học sinh sinh viên. Nên là các bạn cứ yên tâm là mua sản phẩm bên mình các bạn nhá. Đây. Tiếp theo hôm nay lại về được hai con giá rẻ lợn chết lợn quay này. Đây, hai con này là con gì nhỉ? Mình sẽ xem con này là con Samsung đây, màn hình cực kỳ to luôn. Màn hình là 5,5 inch. Đấy, Samsung con này là Z7. Z727S nhé. Con này là con Samsung Z727S. Đấy, Z727S. Đấy, Samsung Z727S. Đấy. Đấy. Con này là RAM mình sẽ xem bộ nhớ nó là bao nhiêu GB. Đấy, mình sẽ xem bộ nhớ RAM 2 này. Bộ nhớ trong con này như 16 hay sao? RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Con Z737S này thì là đây, máy chung máy ngon, không lỗi lầm gì. Thì tình trạng là chỉ bị vỡ mũi tí kính đấy các bạn nhé. Đây. Đây, vỡ mũi tí kính ở trên đầu này. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng. Bạn nào muốn về muốn đẹp thì về cũng ép lại cũng được ok nhá. Đấy, nhưng mình bên mình thì mình không sửa chữa gì. Mình mua thế nào bản như vậy. Con này bản Hàn một SIM này. Z737S 1 triệu đồng. Bản Hàn một SIM các bạn nhá. Đấy, rất là ok các bạn nhá. Đây. Và tiếp theo con này cũng là Z737S này. Đấy, con này cũng là vỡ kính nhưng mà nó to hơn một chút. Đấy, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Đây. Vỡ kính nhưng nó hơi to một chút. Đấy, con này thì mình cũng đây nó xuất một tí dưới này được, mình cắt trên này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 900k nhé. Đấy, các bạn mua về cho các em nhỏ học Zoom rất là ok luôn. Đấy, nói chung là Samsung nó không đơ mượt gì. Đấy, có 900k và con này là 1 triệu đồng nhé. Đấy, rất là rẻ nhá. Giá toàn học sinh sinh viên luôn. Đây, và tiếp theo là hôm nay nhà mình về là con này con lót 9 này. Đây, hôm nay nhà mình về lâu lắm nhưng hôm nay mình về là con lót 9 này. Hàng điện này thì nó hơi khan các bạn nhé. Samsung Note 9, con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Samsung Note 9, con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con Note 9 này là RAM 6GB này. Đấy, con Note 9 là bên mình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con Note 9 này, màn hình của nó là gì nhỉ? Màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời. Đây ạ. Các bạn nghe nhạc vàng này, lót chín khỏi chê luôn. Đây. Đây, các bạn nghe nhạc. Đây. Đấy, các bạn nghe nhạc thì khỏi chê luôn.
lọt chìm các bạn khỏi phải chê luôn. Các bạn mua những sản phẩm đời đầu của Samsung rất là ok, tại vì lúc nó mới ra nó là siêu phẩm các bạn nhé. Đây, đấy, đấy màn hình, con này thì màn hình đẹp keng nhé, không ám ố hay không hiểu ảnh gì. Đấy, đấy, lót chín bên mình của mình, bên mình là bản Hàn nhá. Con này thì màn hình đẹp keng nhé, màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Màu con này là màu lâu lâu này, màu lâu lâu rất là đẹp nhé các bạn nhé. Bạn nào hợp màu lâu này, các bạn dùng cực kỳ là sang luôn. Dụ bạn nào mệnh thổ ấy, mệnh thổ thì các bạn hợp màu lâu này thì các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Lót chín này, dùng cực kỳ là sang luôn. Tại vì lúc mà mới ra nó là siêu phẩm, mấy chục triệu này, hơn 20 triệu đồng này. Bây giờ các bạn dùng cực kỳ là thích các bạn nhé. Lót 9 thì hỗ trợ tính năng, nó hỗ trợ cái bút chụp ảnh này. Các bạn chỉ cần bấm bút là sẽ chụp ảnh nhé, rất là thích luôn. Này các bạn chỉ bấm bút thôi là sẽ vào được camera chụp ảnh thôi. Sau các bạn bấm bút sẽ chụp ảnh thôi, rất là tiện lợi ở cái Lót 9 đấy các bạn nhé. Đấy, Lót 9, Lót 8 nó hơn ở cái bút là cái bấm được chụp ảnh, rất nhiều tính năng. Đấy, Lót 9 thì hai camera này, đèn flash này, vân tay này, các kiểu ABC này. Đấy, con này là bản Hàn, hai sim hai sóng. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình đẹp keng. Thì mình đánh giá ngoại hình con này của máy còn 90/90%. Đấy, máy cũ rồi thì nói là 99% thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy, không thể tránh được. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Màu này rất là đẹp. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Samsung Lót 9 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý là 6 triệu các bạn nhá. Màn hình đẹp keng, không ngả màu hay không lưu ảnh gì nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 9 đấy các bạn, nhà hàng được sớm nhất nhá. 6 triệu đồng cho một siêu phẩm Lót 9 các bạn nhé. Đấy. Đấy, màu này rất là đẹp. Nhà mình có một chiếc các bạn nhé. Đống iPhone bi bát luôn này. Tiếp theo là con này luôn này. Con này là Samsung Z5 Bright. Z5 Bright con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Các bạn mua về học zoom rất ok. Con Z5 Bright này thì mình sẽ thanh RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhé. Con Samsung Z5 Bright này 1 triệu đồng đấy, năm 2021. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ để thanh lý cho bạn để về học online rất là ok các bạn nhé. Samsung Z5 Bright con này là gì nhỉ? 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Đây ạ. Đây, và tiếp theo là con này là con Oppo A33. Oppo A33 thì con này thì mình sẽ xả lợn chết cho các bạn là 400k. Con Oppo A33 này tất cả là dùng bình thường nhé. Dùng bình thường, Oppo A33 này dùng bình thường. Tại vì cái màn nó là khách kiểu nó để cái hơi ấy, để cái hơi nước bị tì vào trong cái màn hình này. Đâm là dùng vẫn bình thường nhé. Chỉ các bạn nhìn này nó hơi ngứa mắt một tí thôi, nhưng các bạn dùng bình thường. Con này thì mình sẽ các bạn về mua về học zoom cũng được, hoặc là các bạn mua về để tặng cho các em nhỏ để xem phim, đọc báo hay là YouTube cũng được. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 400k nhá. Còn Oppo A33 này nhá, 400 lít này. Mình thay cái màn hình cũng được 400k các bạn nhá. Đấy, mình sẽ thanh lý bạn giá là 400k luôn. Đấy. Oppo A33 400k cho các bạn. Toàn giá lợn chết luôn. Đây. 6S đây, 6S sau thường đây. 6S nhá. 6S thì con này thì là gì nhỉ? 6S con này thì là 900k các bạn nhá. Con này là iPhone 6S này, 900k. Đấy, iPhone 6S 900k. Rất nhiều điện thoại giá rẻ luôn. Đây. 6 thường. 6 thường con này thì là mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 800k này. iPhone 6 thường 800k các bạn nhá. Đấy, iPhone 6 thường 800k này. Và con này là iPhone 6S. Con này thì là có vân chân vân tay nhá. Con này thì là 1 triệu đồng các bạn nhá. iPhone 6S này là 1 triệu đồng này. Con này thì là gì nhỉ? 800k thì là con này thì nó mất vân tay các bạn nhá. Mất vân tay rồi. Con này thì là 900k. Nó mất vân tay các bạn nhá. Tình trạng bọn này thì là tất cả là dùng bình thường, không lỗi lầm gì. Nhưng mà được cái nó là máy bi bát các bạn nhá. Này là ai gọi là iPhone bi bát nhá các bạn nhá. Các bạn mua về để học zoom hoặc là chơi game, xem phim, nghe nhạc cực kỳ là ok luôn các bạn nhá. Con này là iPhone 6 thường bi bát 800k đấy. Và con này thì là bi bát này 900k, con iPhone 6S nhá. Và con này là iPhone 6S, con này là có vân tay 1 triệu đồng cho các bạn nhá. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ luôn. Đấy, giá toàn giá lợn chết, thanh lý cho các bạn mua các bạn về để các em nhỏ để học hành, toàn 16GB nhá. Các bạn mua về cho các em nhỏ để học nhá. Đấy, mình phục vụ cho bạn luôn để về học rất là ok luôn. Đây, Bluetooth thì nhà mình có mấy mẫu giá rẻ thôi. Đây thì mình sẽ thanh lý con Bluetooth để cho các bạn xem con này tình trạng như nào. Con Bluetooth này thì là gì nhỉ? Tất cả là dùng bình thường.
Kể cả lắp sim bình thường nó chỉ bị là các bạn nghe gọi là chỉ bị hỏng một cái mic ở dưới này này. Nghe gọi thì các bạn về sửa cũng được nhé. Tất cả là máy dùng bình thường, không lỗi lầm gì, nó chỉ bị lỗi cái phần mic ở dưới này thôi. Con này là iPhone 6 Bluetooth các bạn nhá. iPhone 6 Bluetooth. Con này là bản gì nhỉ? Quốc tế 16GB. Tình trạng là chỉ bị hỏng mỗi cái mic nghe gọi ở dưới này. Các bạn cắm tai nghe hoặc các bạn kích loa ngoài thì vẫn nói chuyện bình thường các bạn nhé. Con iPhone 6 Bluetooth này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,2 triệu nhá. Đấy, 1,2 triệu cho các bạn nhé. Rất là rẻ luôn. Giá lợn chết cho các bạn về để học sinh học online các kiểu nhá. Đấy. Tất cả dùng được, không ai cloud nhá. Máy sạch cái cloud nhá. Máy không ai cloud liếc gì các bạn nhá. Đấy, không ai cloud nhá. Nên 1,2 triệu cho anh em nhé. Con iPhone 6 Plus này rất là rẻ. Đây, và con này thì mình sẽ thêm tình trạng như nào. Con này thì dùng bình thường nhá. Con này là tất cả là dùng bình thường, chỉ bị quên mỗi mật khẩu iCloud thôi. Dùng bình thường. iPhone 6 Plus con này là dùng bình thường, quên mỗi mật khẩu iCloud. Đấy, dùng bình thường. Máy chỉ quên mỗi mật khẩu iCloud thôi. Con này là bản 16GB, bản quốc tế 16GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,500,000 nhá. Đấy, rất là rẻ, iPhone 6 Plus 1,500,000 cho bạn nhé. Rất là rẻ. Đây, và tiếp theo là con Oppo F5. Con Oppo F5 RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Ngoại hình cũng rất là được nhé. 1,500,000 cho bạn nhé. Con Oppo F5 này thì không lỗi lầm gì. Đấy. Đây, và tiếp theo là con Oppo, con này là con gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Con này là con S9 Plus. Đấy, S9 Plus. Đấy. Đây, con này là S9 Plus. Con này thì là máy màu mận chín nhá, máy màu tím nhá. S9 Plus màu tím. Con này là phiên bản nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Mình sẽ khởi nguồn lên. Đấy, rất nhiều điện thoại giá rẻ cho bạn học sinh online. Mình cũng ở clip này thì mình cũng gì nhỉ? Ở clip này thì mình cũng quên mất rồi, mình đang đi nói cái gì mình quên mất rồi nhá. Nếu mà các bạn nào quên mất ở clip này thì mình cũng nhắc luôn các bạn, thì nếu mà các bạn mà liên hệ mà qua Zalo, Facebook ấy, mình không trả lời kịp nhắn tin đấy. Nếu mà mình nhắn tin mình không trả lời kịp ấy, thì là mong các bạn là liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đang nhắc, các bạn gọi trực tiếp cho mình nhá. Thì vì như là mình bận nhiều công việc, vì cả bận ở cửa hàng ấy. Đây, cửa hàng nhà mình thì đây, mình sẽ quay cửa hàng nhà mình luôn. Đây. Đây thì mình bận công việc cửa hàng mình không trả lời kịp ấy. Thì là mong các bạn là liên hệ đây, cửa hàng như mình đây. Đấy. Thì là mong các bạn là liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng. Ví dụ các bạn mà hỏi con iPhone 6 này còn không, thì các bạn là nhắn tin mình không trả lời, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua hai số điện thoại này các bạn nhé. 0966221789 đây. Mình sẽ bấm luôn đây các bạn. 0966221789. Đây, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Để mình bảo, ví dụ mà máy nào mình còn thì mình bảo còn, còn mà nào hết mình bảo hết luôn các bạn. Các bạn trả lời cho nhanh. Thì nhiều khi tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong các bạn thông cảm. Đấy, con S9 Plus này thì là máy đẹp keng nhá, không ám mố hay không lưu ảnh gì, ngoại hình thì máy còn 90%. Con S9 Plus này thì màn hình đẹp keng này, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Nhà mình này về được cũng hai con này đẹp. Đây. Đây. Hai con này cực kỳ đẹp luôn. Hoặc là con Pro Max này mình cũng kết luôn, rất là đẹp. Đấy. Đấy. S9 Plus này thì màn hình đẹp keng. Bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 6GB nhé. RAM 6, bộ nhớ trong 64GB. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch các bạn nhé. S9 Plus màu mận chín này. Đấy, rất là đẹp, các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ cực kỳ là ok. Con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 4,700,000 nhé. 4,700,000 con S9 Plus này. 4,700,000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus thì các bạn nhà hàng lựa sớm nhất nhé. 4,700,000 cho các bạn nhé. Máy đẹp leng keng xà beng luôn. Chỉ Bluetooth 4,700,000 nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Bên mình thì còn rất nhiều sản phẩm từ cũ nữa. Thì tối mai mình sẽ thanh lý nốt. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và mình chúc các bạn xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và năm 2021 thì các bạn là ủng hộ bên mình thật nhiều sản phẩm từ cũ giá rẻ các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.